Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết hình thôi. Nhưng có nghe Thầy dạy, Phật thì ở trong tâm. Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi. Nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện muôn nơi. Chúng con xin được nhất tâm đảnh lễ và cung kính giới thiệu chung các chư chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư, quang âm chứng minh chương trình. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu và chào đón các quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các quý vị Phật tử đến từ rất nhiều các quốc gia trên thế giới, như Úc, như Pháp, như Mỹ, Hà Lan, Đức và nhiều quốc gia khác nữa cùng với Việt Nam. Và đặc biệt là rất đông các quý vị Phật tử đến từ rất nhiều các tiểu bang của Hoa Kỳ và nhiều hơn cả là các quý vị Phật tử của miền Nam Cali. Xin được kính gửi tới tất cả quý vị những lời kính chúc an lạc và những lời kính chúc sức khỏe, những lời chào mừng tốt đẹp nhất. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, Vi Lan vừa mới nghe Tuấn Anh kể một hơi mấy cái nước mà thiếu Canada. Canada trong này chắc chắn là phải có, bởi vì thầy đến từ Canada. Và chắc chắn là chúng ta sẽ chào đón quý vị đến từ Canada, cũng như là rất nhiều quý vị đến từ tiểu bang. Lúc nãy Vi Lan có phỏng vấn là đến từ Arizona, cũng như là miền Bắc Cali. Thành ra là chào đón quý vị một lần nữa, xin được chào đón tất cả. Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, Mina xin trân trọng kính mời Phật tử tình nguyện và Phật tử Tuệ Phong lên bắt đầu cho buổi khai mạc trong chương trình. A Di Đà Phật, con Phật tử tình nguyện xin chào chư Tôn Đức Tăng Ni và các cô chú, các anh chị em có mặt ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Con có đôi lời gửi đến lời khai mạc A Di Đà Phật. Chúng con mạn phép trước chư Tôn Đức Tăng Ni thật là cảm động. Quả phúc rộng lớn, phương trời vô định, không biết trôi dạt về đâu. Chúng con là nhóm hướng lòng Tây Trúc, duyên đủ tương ngộ cùng nhóm tiếng nói từ trái tim. Cùng chí hướng, đó là lý do có cuộc gặp gỡ hy hữu và vi diệu, hướng tâm vì đạo Pháp. Nhân đã được gieo tại trung tâm tu học Tây Thiên Hòa Thượng Thích Thiện Tâm và người thầy khả ái Thích Pháp Hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử Tuệ Phong xin thành kính kính chào tất cả chư vị tôn đức tăng ni của quý đạo hữu Phật tử. Ban tổ chức chúng con thuộc nhóm tiếng nói từ trái tim và hướng lòng Tây Trúc tại Nam Cali. Xin thành kính tri ân chư vị tôn đức tăng ni, quý đạo hữu và quý vị hảo tâm đã dành thời giờ quý báu để hiện diện chiều hôm nay cùng góp sức vào công trình xây dựng pháp xá tại tu viện Tây Thiên ở Edmonton, Canada. Với tinh thần phục sự Tam Bảo, hộ trì Phật pháp trường tồn và phát triển, thầy Thích Pháp Hòa cùng chư vị tăng ni tại tu viện đã không từ nan mọi khó khăn trong suốt thời gian qua để cho khởi công xây dựng khu pháp xá, hầu tạo điều kiện thuận tiện cho chư tăng ni và Phật tử có nơi cư trú trong thời gian tu học. Phật tử chúng con tại California hiểu rõ được nỗi khó khăn của thầy
Phạm Hòa cùng quý thầy tại tu viện, nên xin mạn phép thực hiện buổi tiệc chay gây quỹ này. Chúng con mong rằng với sự hoan hỷ giúp đỡ của mỗi thành viên Phật tử tại California, việc xây dựng pháp xá tại tu viện Tây Viên sẽ sớm thành tựu viên mãn. Bằng tất cả tấm lòng thành, Phật tử chúng con xin tri ân sâu xa đến tất cả quý vị chư tôn đắc tăng ni cùng quý đạo hữu Phật tử. Kính chúc quý vị thân tâm được an lạc, tâm bồ đề kiên cố, trí tu học vững bền. Nguyện đem công sức này hồi hướng đến tất cả quý vị cùng gia đình được gặp nhiều hữu duyên và hết thảy chúng sinh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Công Đức Viên Bồ Tát. Dạ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những lời thưa của đại diện nhà trưởng hai nhóm từ thiện, cũng là đại diện cho ban tổ chức chương trình ngày hôm nay, là cô Tình Nguyện và chú Tuệ Phong. Những lời thưa thật là đầy đủ, trong không gian thật là trang trọng và ấm tình đạo vị của buổi tiệc ngày hôm nay. Thì bây giờ ban tổ chức chúng con xin được nhất tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Bẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, sẽ lên sân khấu ban cho chúng con những lời đạo từ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Con xin một tràng vỗ tay dành cho Hòa Thượng Thích Minh Mẫn ạ. Con xin mời thầy. Kính bạch chư tôn đức, đức trên mục này, hai mục khác nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà người tu của chúng tôi đó lên mục chỉ có một mình Hòa Thượng Phước Tịnh cũng lên mục một mình. Nhưng mà nói thì không biết rằng quý vị có vỗ tay không, nhưng mà thiếu thầy Pháp Hòa thì cái tiếng vỗ tay nó lớn hơn, cho nên chúng tôi xin mời thầy Pháp Hòa lên. Trên YouTube, bàn bạc, ở Facebook, đâu đâu cũng có hình ảnh của một tăng lữ trẻ trung ở bầu trời của phương Tây, xa lắm ở Edmonton, Canada, và gần nhất ở những năm gần đây có mặt của thầy ở vùng Nam Cali, Bắc Cali và các vùng, các địa bàn khác. Hình ảnh của thầy không phải ở các ngôi chùa, của những ngôi nhà và quý Phật tử, mà thầy ép mình ngồi một góc bữa với con để nói chuyện ở chỗ đó, để nói chuyện với quý Phật tử trong ba tài nhật thực. Mặt trăng nó sáng đẹp như vậy, mặt trời nó lớn bự như vậy, vậy mà mặt trăng vũ đủ che cái để cho trái đất được mát. Có phải ngày mai 10 giờ sáng California, chúng tôi nói rất là thực tế như vậy, để chúng ta thấy rằng thầy Pháp Hòa chưa bao giờ tổ chức một cái bữa cơm chay để mà gây quỹ. Do cái sự hảo tâm của tiếng nói từ trái tim của Phật tử Tịnh Nguyện và hướng về Tây Trúc ở thành phố Tế Văn Tinh, kiến lập đạo tràng là một cái nơi mà đâu đâu mà chúng ta một khai khẩn, mà cái người khai khẩn đó, phá quan đó, ở Canada chưa bao giờ có những cái đạo tràng lớn để tu học. Gần vừa qua gần 800 vị tạm thời gọi là xuất gia ngắn hạn. Chúng tôi nghĩ rằng là thầy còn trẻ lắm, năm nay thầy tuổi dần, nói thẳng cái tên hỏi cho bà có quý vị cũng có cúng thì giáp dần, nhâm dần hay giáp dần thì không biết. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là thầy không phải có mạng, mà cái đời sống phát tâm của một cái sự trẻ trung nhất cho đến ngày hôm nay, nghe anh thầy trên những cơ sở giảng dạy ở các nơi, làm cho chúng tôi được thấy rằng Đức Thế Tôn thị hiện ra đời suốt một khoảng thời gian khá xa, 26 thế kỷ, tức là 2561 năm rồi. Và bàn bạc đâu đây những từng lớp các bậc cao tăng thể hiện
để mà tiếp nối cái dòng Luân Tu Chánh Pháp cho đến từ khắp mọi nơi, từ Việt Nam cho đến Ấn Độ sang Trung Hoa, và lưu lạc khúc quanh lịch sử năm 1975, người dân Việt Nam đã trải dài và đi qua ở các nơi đất nước, ở Hoa Kỳ, ở Canada, mọi nơi. Và đồng thời trong đó có những phương trượng bậc được đại thọ, đại trụ như các vị đã đóng góp cho Phật giáo Việt Nam. Hình ảnh đó, các vị đó nay như Hòa Thượng Tắc Châu, Hòa Thượng Giác Nhiên, những vị Hòa Thượng lớn đã nằm xuống. Và hình ảnh đó vẫn còn cái bóng lại, tiếp nối con đường chánh pháp và mãi mãi được trường tồn và tiến lập đạo tràng. Em nói là cái cách cung cách sử dụng cái phương tiện để xây dựng cái ngôi đạo tràng Tây Thiên này, quý vị hốt giúp một tay để cho cái đạo tràng ở Tây Thiên được thành tựu viên mãn. Đó là cái sự xây dựng, giữ gìn cái hạt giống và giữ gìn đầu tư vào cái cụ Phật Pháp được trường tồn. Hy vọng rằng Thầy Pháp Hòa trong tương lai Thầy sẽ tổ chức lớn hơn, những cái đem cái sức của mình để giảng dạy cho Phật Pháp và đến cái vùng Nam Cali này nói riêng, ở các nơi nói chung. Và chúng tôi nhường máy lại đây nói hơi dài, và để thỉnh Hòa Thượng Thích Quốc Tịnh nhẹ nhàng như áng mây ngũ sắc trên bầu trời nói năng các quý vị cũng quá hỷ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thỉnh Hòa Thượng Thích Quốc Tịnh. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng điện chư công đức tăng ni, kính thưa quý vị đồng tu Phật tử, để cho các vị nghe câu chuyện trò rất là vui, đó là mình ở mình thăm bà chùa, mình nghe cái giọng thuyết pháp rất là hay. Và thưa các vị, mình nghĩ rằng là mình cũng đã làm câu trình có rất lâu, thì định hướng của mình ở chùa mình nó chắc chắn và nó sẽ rất là ủng hộ những bài giảng của mình nó mở ra cho đại chúng nghe. Thế là mình đi tới gần quá ra là không phải mình mà là Thầy Pháp Hòa. Rồi mình hỏi chứ tại sao mấy chú con không có biến cái băng của Thầy Phúc Trình để phổ biến. Nó nói băng giảng của Thầy đấy, Thầy không ai nghe, nghe Thầy Pháp Hòa thôi. Thưa các vị, đó là cách đây nhiều năm rồi, có nhiều qua bên Tây Thiên, nhiều khóa tu của Thầy tổ chức. Lời đầu tiên đó là mình kiện Thầy, mình nói Thầy có biết không, mà Thầy xâm lăng luôn những địa bàn, tức là những cái vùng đất mà mình đã từng xuất qua, đã từng giải, từ trời đã nói chi giải. Thưa các vị, đây là chuyện vui nhưng mà là chuyện có thật. Để minh chứng một điều, như người xưa bảo rằng là sống sông Trường Giang, làm sao cũ lịch một chút. Cái điều chúng tôi rất vui mừng là tôi nhìn thấy các thầy trẻ ở đây, ở nhiều nơi kế thừa được dòng chảy chánh pháp của Như Lai, xây dựng được cái công trình giáo dục một, công trình tiếp tăng độ chung và công trình hướng dẫn phần lễ tu tập. Đây là một cái nét đẹp, cũng là cái nét rất là cao quý của những người công Phật. Quý vị thấy Thầy Pháp Hòa còn rất trẻ, thế nhưng mà Thầy đã độ được rất nhiều người xuất gia từ Canada gửi về Đài Loan tu học. Và cái điều gần gũi nhất thưa các vị là trung tâm tu học Tây Thiên rất là tinh phong, dường như là có tới 100 mẫu đất, 160 mẫu đất, mẫu Tây chứ không phải là ăn cờ như chúng mình nghe. Và cái điều thưa các vị, mình đến mình vô cùng để phục Thầy với Thầy Pháp Hòa cùng với Thầy, đó là cơ sở này thưa các vị là đã hoàn thiện cái phần rất là căn bản, chứng tỏ rằng cái công trình xây dựng của sư phụ Thầy và của Thầy đó là đã mồ hôi và công sức. Cuối cùng cầu Thầy Phật Tam Bảo gia hộ cho Thầy Pháp Hòa và mọi người thành công cùng với hiện tiền khi tôi biết tăng ni và các phật tử luôn sống an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mẹ cũng sư Thích Ca Mâu Ni Phật theo lời Hòa Thượng chỉ dạy. Đây cũng là mùa Vu Lan báo hiếu, cũng là mùa cho tất cả chúng ta nhớ đến bốn ơn lớn trong cuộc đời, đó là ơn của quốc gia, dân tộc, ơn của cha mẹ, ơn của những người thân, những người thầy của chúng ta, và cuối cùng là ơn của tất cả mọi loài chúng sanh, cỏ cây đất đá. Và nhờ mỗi người chúng ta ai cũng mang bốn cái ơn trọng này. Trong khi cái buổi tiệc vui hôm nay, chúng ta cũng không quên ơn những bậc cha mẹ, thầy tổ, cỏ cây đất đá, mọi loài đã góp sức để tạo nên sự sống này. Chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể đại chúng, chúng ta cùng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ bốn ơn lớn này. Phút mặc niệm bắt đầu. Mặc niệm trôi qua, chúng con thành kính tri ân chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni và toàn thể đại chúng. Chúng con kính tri ân quý ngài. Xin vàng sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong không khí trang nghiêm và ấm tình đạo vực, thì mỗi tất cả quý vị cũng đã cảm nhận thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt khắp khán phòng. Ban tổ chức chúng con xin được kính mời quý vị cùng bắt đầu dùng tiệc chay ạ. Kính mời quý vị dùng tiệc và kính chúc quý vị dùng tiệc ngon miệng. Bây giờ xin được trân trọng gửi tới quý vị một bài ca rất là rộn ràng, tươi vui và rất là phù hợp với khung cảnh này. Chúng mình cùng ăn chay, sáng tác của nhạc sĩ Hàn Châu, với phần thể hiện của hai ca sĩ đến từ Việt Nam, đó là giọng hát ngọt ngào và truyền cảm của ca sĩ Thụy Vân và ngôi sao nhạc Phật Nguyễn Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh mời em ăn chay để trái lòng bác ánh từ bi. Bằng những bóng chai trà đá thơm
ba công đức chúc mừng cho hai chúng mình hạnh phúc trăm năm. Tiền liên quan tương bừng, ba công đức chúc mừng cho hai chúng mình và nhớ đãi tiền trai nha. Anh đi đọc tờ. Sau khi giới thiệu với quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và thưởng thức phần thể hiện trong hình tượng phần Di Lặc của ca sĩ nghệ sĩ hài Phúc Béo đến từ Việt Nam. Xin mời. Ông Di Lặc tươi nhé, ông luôn ở gần ta. Trong lòng niềm thương yêu, cứ như những thế an lành. Mãi mãi an lành. Cứ nhiều con nghịch ngâm tay vòng tay để mà vui. Gia đình ai không đầm ấm, rước ông về sẽ cùng hòa vui. Ông Di Lặc là Phật linh, giúp mọi người an khang. Ông Di Lặc cũng to rất to.
Thank you.
giờ muốn tam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin cung kính đảnh lễ và tri ân nhị vị hòa thượng viện chủ chùa Huệ Quang, hòa thượng giám thọ Phúc Quyết Tịnh. Nhị vị hòa thượng đã không quản ngại Phật sự sau một ngày chủ nhật thời gian eo hẹp, bên cạnh đó cùng chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni đã dành cho chúng con nhiều tình thương, và quý ngài đã hiện diện trong để chứng minh cho cái buổi tiệc chay chiều hôm nay. Đó là một cái niềm mà khích lệ và sắp tới chúng con cũng như ban xây cất và tổ chức tu học ở Thư viện Tây Thiên Canada rất nhiều. Bên cạnh đó, chúng tôi không quên cảm niệm công đức của quý Phật tử trong ban tổ chức ở tại miền Nam California này, cùng tất cả quý Phật tử từ ở Pháp, ở Canada, ở bên Úc, ở bên Đức, vân vân, quý vị đã về đây sau chuyến tham dự khóa tu ở tại Canada, mà quý vị cũng dành thời gian tiếp tục ở lại Mỹ để tham gia và đóng góp cho cái chương trình gây quỹ chiều hôm nay. Và chúng con cũng không quên cảm niệm công đức của các anh chị em nghệ sĩ và ban nhạc, ban tổ chức, và đặc biệt là tất cả quý đồng hương ở miền Nam California này, cũng như các vùng phụ cận. Quý vị đã dành nhiều tình thương, nhiều sự ưu ái trong suốt một ngày hôm nay, buổi trưa hôm nay lúc 11 giờ và chiều hôm nay, hai cái thời gian mà quý vị đều đông đủ như thế này. Đó là một cái niềm khích lệ rất lớn. Và bên cạnh đó còn rất nhiều những đồng hương Phật tử rất muốn đến đây tham dự chiều hôm nay, nhưng mà vì cái không gian chúng ta giới hạn cho nên quý vị đành phải ở nhà mà theo dõi suốt cái chương trình chiều hôm nay. Và xin tất cả đại chúng hiện diện ở đây cho một tràng pháo tay thật là lớn để tán thán tinh thần có một buổi chiều thật an lành. Và kính thưa quý vị, người xưa thường nói 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Và tấm lòng đó đã được thể hiện trong suốt ngày hôm nay, không phải chỉ ngày hôm nay mà đã trong suốt bao nhiêu năm qua. Quý vị đã cùng đồng hành với quý thầy, với ban tổ chức ở tại Canada nhịp nhàng xây dựng tổ chức những khóa tu, và đến năm 2017 này 15 khóa tu đã trải qua, và biết bao nhiêu những cái khó khăn, và đến hôm nay chúng ta thành tựu được một chút gì đó, tất cả đều nhờ công sức của tất cả quý vị, không phải ở Mỹ mà ở các nơi nữa, và đặc biệt là Phật tử ở các tiểu bang ở Hoa Kỳ này. Và hôm nay là có thể nói là buổi tu chay đầu tiên ở tại Cali này, ở nước Mỹ này, tổ chức cho chương trình ở tại Canada. Thật là đặc biệt, xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và để nói lên tấm lòng này của tất cả quý vị, cũng như là nói lên tấm lòng rộng lớn của tất cả chúng ta, chúng con xin hát một bài để cúng dường đại chúng. Bài này có tên là Sông và Biển. Nếu ai sống cho liền
bài ca mà tất cả các Phật tử khắp mọi nơi đều rất là thuộc. Ở bên dưới kia bao nhiêu người hát theo thầy, vỗ tay theo thầy, nhưng mà có một đoạn thiếu phải không quý vị? Em chưa từng thấy Phật, đúng không? Có yêu cầu ca thầy ca ca đủ bài không mà quý vị? Dạ, vỗ tay đi ạ. Cái đó là hát nhạc Đức, rồi bây giờ mình hát nhạc Áo. Quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng.
từ rất là thân cận. Đây thành viên trong ban tổ chức là những này là toàn thành ơi có bông không ạ? Con nhường bông này cho các quý vị Phật tử nữa. Đó là dễ thương. Đây đó là những Phật tử đóng góp nhân lực đây. Và cho quý vị một lần nữa, đây là chương trình live, thành ra là nếu mà quý vị ở nhà đang xem TV, quý vị thấy không khí quá là vui và quý vị tiếc là không thể đến hết được, thì xin quý vị đừng chần chờ gọi vào cái số điện thoại của chị Tịnh Nguyên để quý vị có thể đóng góp một cái phần nào cho tu viện Tây Thiên. Số điện thoại của chị Tịnh Nguyên có lẽ là quý vị nhìn thấy trên màn hình luôn, mà Vi Lan sẽ vẫn đọc cho quý vị, đó là 7143638528, 7143638528. Xin quý vị nào đang xem TV ở nhà và muốn đóng góp, xin gọi ngay cho chị Tịnh Nguyên và cái địa chỉ sẽ có hiện trên màn hình, cũng như là check quý vị có thể ký về tu viện Tây Thiên. Vâng đó thưa quý vị, và một lần nữa chương trình live này sẽ kéo dài cho đến 10 giờ đêm, thành ra xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Và không hiểu là thầy sẽ hát thêm hay như thế nào. Tiếp tục là gì Tuấn Anh? Tiếp tục là kính thưa quý vị, chương trình từ thiện nào cũng có phần đấu giá, và con cũng xin được kính thưa với các quý vị khán giả xem đài ở khắp mọi nơi, và đặc biệt là các quý vị đang tham dự chương trình trực tiếp ngày hôm nay. Đây là chương trình tiệc chanh cây quý trợ duyên Phật sự xây dựng pháp xá tại tu viện Tây Thiên Edmonton, Canada, do thầy Thích Pháp Hòa chủ trì, chứ không phải chương trình do thầy Pháp Hòa tổ chức, mà đây là chương trình do các Phật tử ở miền Nam Cali rất là thương thầy Mến Đạo tổ chức chương trình. Và bây giờ thì thưa khi con thơ dại, tôi có thuận mình cho mong đợi để hoàn đêm sân khấu lên đèn là bao giọt mồ hôi của cha, con vẫn đứng khép nét bên cha và lắng nghe những tiếng thở dài đằng sau những vinh quang mọi bên đêm trăng. Cha đến bên ông con vô về, nhìn ánh mắt của cha già, con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình, trong lành tất hy vọng, mong ngày mai con yêu thành công. Thank you.
ở dưới San Diego. Vâng, xin mời thầy. À, gì là Phật. Cái một mong muốn duy nhất là được chụp với thầy một tấm hình thôi. Các chị có tác bạch gì không? Rồi, vậy thì xin gửi câu thơ nhé. Rồi, dạ vâng, của con một đứa không sao ạ. À. Dạ vâng, rồi. Xin được ạ. Ơn vài áo khi con chợt nhớ về câu chuyện năm xưa, chuyện một con đò dài nắng dầm mưa, chuyện một con đò dài nắng dầm mưa lặng lẽ trước tình hài rồi khách sạn sông tiến hành trên phía trường. Có nhớ chăng hình ảnh con đò đợi đợi tháng năm vừa xuôi, đò chờ dòng sông vươn bồi hoa lá, đợi đợi dấu có buồn vui, đò đưa mấy sông đò bằng sông đồng, đò vẫn hiên ngang chờ che đàn con vượt qua dòng sông, đợi đợi dấu có buồn vui, đò chờ phù sa buồn bồi hoa lá, đợi đợi bé xa dù xa dù cho sóng xô dù cho tháng kề, đò vẫn hiên ngang chờ che đàn Câu chuyện năm xưa, con mãi đến bây giờ.
ai chờ nàng yêu. Xin cảm ơn ca sĩ Tuyết Minh rất nhiều. Trong tình cảm yêu mến của quý vị, một lần nữa xin được cảm ơn cả ban nhạc đã hỗ trợ cho ca sĩ Tuyết Minh với phần trình diễn trọn vẹn vừa rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ như tôi đã thưa với quý vị để mời quý vị cùng chào đón ra sân khấu nữ ca sĩ diễn viên tài tử rất là xinh đẹp đến từ Việt Nam ạ, Kha Ly với bài ca Chắp Tay Niệm Phật trong chương trình Tiệc Chay Ngay Cuối Suối Nguồn Bóng Từ Bi tại nhà hàng Seafood Ballet. Hôm nay xin mời quý vị cùng chào đón và cùng thưởng thức phần thể hiện của ca sĩ diễn viên tài tử Kha Ly. Một lần nữa Kha Ly xin được gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất.
chị. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Tuy lớn tuổi nhưng rất sáng mắt con. Chúng con xin được kính nhiên chúc sức khỏe ông ạ. Chúng con trả lời khỏe. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Và chúng tôi giây phút này cũng xin được mời thầy Pháp Hòa lên để nói những cái lời kết thúc sau trận đề và chúng ta chấm dứt chương trình TV. Và cũng xin mời quý vị tiếp tục gọi cho chị tình nguyện, dù là TV có chấm dứt đi nữa, quý vị cứ gọi 714-363-8528 quý vị nhé, 714-363-8528. Vâng, A Di Đà Phật, xin mời thầy. A Di Đà Phật, trước tiên cho con được trao giải thưởng ạ. Dạ, thầy trao, thầy trao luôn. Anh đến từ đâu anh? Dạ, thầy trao luôn. Anh ở đây luôn ạ. Yeah, một xin mời một thưởng gần đây trúng thưởng. Thầy trao ạ? Thầy trao rồi, tắt không sao hết. Dạ, vâng, cố gắng tắt quá. Dạ, có vinh dự. Dạ. Dạ, thầy trao iPhone của em, trao anh những cái phụ kiện đi kèm dạ. Ban tổ chức chú đáo lắm anh ạ, cẩn thận lắm anh ạ. Dạ, chúc mừng anh. Xin một tràng pháo tay, chúc mừng chủ nhân của giải nhất ngày hôm nay. Dạ. Chúc mừng anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn tịnh đức tăng ni và toàn thể đại chúng, một lần nữa chúng con thành kính tri ơn vị hòa thượng cùng chư tôn tịnh đức tăng ni và toàn thể đại chúng đã thương và hiện diện trong buổi chiều hôm nay để yểm trợ cho chương trình tiền chay gây quỹ để xây dựng trung tâm tu học tại Canada. Kính thưa quý vị, không nhất thiết quý vị phải tham dự khóa tu, quý vị mới có thể đến có được.
Nếu có dịp nào có thời gian rảnh rỗi và quý vị muốn qua thăm tu viện ở lại một hai ngày tu học hay là thăm chùa, xin kính mời tất cả quý vị cùng đến thăm tu viện Tây Thiên một lần để thấy được những công trình hay là những gì mà quý vị đã đóng góp xưa nay đã thể hiện như thế nào. Xin quý vị một lần qua nước đến, tôi rất mong được đón tiếp quý vị. Và chúng con đặc biệt tri ân Hòa Thượng Thích Dụng Tâm đã ủng hộ và cúng dường cho những cái bức tượng. Và con đã nói với quý vị tỉnh rằng sau này quý vị có thể có 200 bức tượng, không bao giờ tìm được một cái bức tượng mà bằng đá quý nó nữa. Vì đá không phải là có thể chúng ta làm ra được, cho nên là chỉ có người biết mới có thể nhận được cái đó. Thành thử ra con rất tiếc là nếu mà không có ai thì Phật tử đã tỉnh hết rồi, nhưng mà đã có người tỉnh thì con xin kính tri ân Hòa Thượng đã ban tặng cho chúng con những món quà thật là vô giá. Và ai có phước duyên lắm mới được hai cái bức tượng, ba cái bức tượng bằng đá ruby đó về để về trấn ở trong nhà. Vì đá ruby có một cái từ trường đặc biệt, và ở đâu thì nó có thể trấn hết những cái gì tâm lành, cái điều đó rất là quý. Và xin cảm ơn ban tổ chức đã nhiều ngày tháng chuẩn bị tổ chức rất là chu đáo như thế này để chúng ta có hai cái buổi tiệc trong một ngày. Và kính thưa đại chúng, chắc chắn rằng bất cứ một tổ chức nào cũng sẽ có thiếu sót rất nhiều. Chúng con kính mong chư tôn đức và toàn thể đại chúng hiện tiền hoan hỷ cho chúng con. Và cũng xin gửi lời cảm ơn và chúc lành đến tất cả quý vị có lòng và không thể đến được chiều hôm nay, mà quý vị đang ngồi ở nhà và trực tiếp theo dõi chương trình suốt 4 giờ đồng hồ. Đó là cái tấm lòng thật là quý báu mà chúng con xin trân trọng. Tất cả quý vị không thể đến hoặc là quý vị đang hiện tất cả chúng con xin trân trọng và cảm ơn rất nhiều. Kính nguyện quý ai, quý vị cùng gia đình thân tâm an lạc, sở nguyện tùy tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức chúng con cũng rất là cảm nhận trên công đức của thầy đã tới đây để chứng minh chương trình, cũng như là rất vất vả với chúng con trong chương trình ngày hôm nay với rất nhiều người yêu cầu. Xin được kính chúc sức khỏe thân tâm tường lạc, đời đang trường chiếu phát triển kinh an chúng thầy. Con xin được gửi tới quý vị một bài ca. Con đã ca được một đôi lần, nhưng mà mỗi lần ca con đều rất là cảm động. Tại vì bài ca này ca ngợi mỗi tất cả quý vị, những người Phật tử tại gia, những người cư sĩ. Xin được gửi tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu, lời của vị Đại Sơn: Em là hoa sen trắng. Xin được kính mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Mời quý vị cùng vỗ tay theo tiếng nhạc rộn ràng của bài ca này. Ca ngợi với tất cả quý vị, những người cư sĩ.